Hello anh em, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với video ngày hôm nay trên kênh của RP Pet. Hôm nay thì video mình sẽ cùng anh em đi review và trải nghiệm cầu thủ tiền vệ đó là Mizuki Kapuraki trong eFootball 2024 Mobile. Và chúng ta cùng đến với hiệp một thi đấu đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay để cùng trải nghiệm Kapuraki trên kênh của RP Pet. Trong hiệp một trận đấu ngày hôm nay, các cầu thủ RP Pet bảo vệ cầu môn bên phía tay trái với trang phục là áo trắng, quần trắng và tất trắng. Còn đội bạn là đội bóng bảo vệ cầu môn bên phải với trang phục là áo màu xám và quần màu đen. Vừa rồi là một pha dứt điểm khá đáng chú ý của Kapuraki và chúng ta đã có cho mình bàn thắng mở tỷ số 1-0 trong ngày ra mắt hôm nay của Mizuki Kapuraki. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 16 và đây là tình huống giao bóng đến từ đội bạn. Người đang có bóng đó là các cầu thủ bên phía đối phương. Gonzalez là người vừa có pha tung ra cú dứt điểm nhưng chưa thành công. Pha chuyền bóng lên là của Tanaka. Gonzalez cắt bóng rất hay và đây là cơ hội để cho đội bạn có bàn thắng cân bằng tỷ số. Nhưng pha dứt điểm vừa rồi là chưa chính xác. Một pha phát bóng rất mạnh lên phía trên. Và vừa rồi là cú ra chân tương đối chất lượng của Gonzalez. Đội bạn đang tấn công nhiều hơn để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và liệu rằng các cầu thủ bên phía RP Pet có đứng vững ở những phút còn lại của hiệp 1 hay không? Vừa rồi là pha phá bóng lên của Diaz. Chúng ta cũng đã có những câu trả lời. Đây là Kapuraki, một pha sửa lòng chưa thành công, bóng chưa đi trúng đích sau pha dứt điểm vừa rồi. Barbosa là người để mất bóng, đây là Kapuraki, cú dứt điểm rất hay. Và vừa rồi thì chúng ta đã có bàn thắng tiếp theo, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng của các cầu thủ bên phía RP Pet. Người lập công thì không ai khác, đó là Mizuki Kapuraki. Đây là tình huống giao bóng đến từ đội bạn, Diaz là người có bóng. Bóng đang trong chân của Kapuraki và vừa rồi là đường chuyền dành đến cho Arima. Đây là Yamashita và như vậy thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Hiệp 1 tạm thời kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội bóng của RP Pet. Và xin mời anh em cùng đến với hiệp thi đấu thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay để chúng ta cùng tiếp tục trải nghiệm cầu thủ tiền vệ đó là Mizuki Kapuraki. Và ném bóng lên là của Tanaka, người đang có bóng đó là Arima. Bóng đang trong chân của Fernandez. Vừa rồi là một đường chuyền về dành đến cho Rodriguez, pha chuyền bóng khá mạnh lên phía trên. Cơ hội để cho Arima có bàn, đây là Tanimura. Một pha dứt điểm chưa thành công và bóng nằm gọn trong tay của thủ thành Rodriguez. Đây là Kapuraki, tiếp tục là những pha xử lý rất hay. Arima vừa rồi có một cú ra chân và pha ra chân vừa rồi đã mang về bàn thắng cho đội bóng của RP Pet. Và vừa rồi là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 dành đến cho đội bóng của chúng ta. Một pha ghi bàn rất đẳng cấp của Mizuki. Không, vừa rồi là pha ghi bàn của Arima. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 68. Người đang có bóng đó là Alvarez. Và vừa rồi là một pha dứt điểm rất hay. Bóng chưa đi trúng đích. Đã đáng tiếc cho pha dứt điểm vừa rồi. Và phát bóng lên là của Tanaka. Bóng đang trong chân của Martinez. Và đây tiếp tục là một cơ hội. Pha qua người vừa rồi là tương đối hay. Như vậy thì đội bạn cũng đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3. Bàn thắng ở phút thứ 78 của trận đấu. Đây là Kapuraki, một pha xử lý tương đối bình tĩnh và cú dứt điểm vừa rồi thì đã mang về bàn thắng dành đến cho đội bóng của RP Pet. Một cú ra chân tương đối chất lượng của Kapuraki. Và chúng ta sẽ được xem lại bàn thắng vừa rồi. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 80 của trận đấu. Đây là pha giao bóng nào, Diaz là người có bóng. Bóng đang trong chân của các cầu thủ áo màu xám. Tiếp tục là Martinez. Đây là Mariga. Bóng đã nằm gọn trong tay của Tanaka sau pha bắt bóng vừa rồi. Một pha xử lý tương đối bình tĩnh. Và cú dứt điểm đã đưa trái bóng đi hết đường biên ngang. Đây là cơ hội tấn công dành đến cho đội bạn. Alvarez là người có bóng. Một pha xử lý rất hay. Và vừa rồi thì cầu thủ bên phía RP Pet đã khép góc thành công. 5 phút là khoảng thời gian bù giờ của hiệp 2. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài đã cất lên. Và trận đấu ra mắt của Mizuki Kapuraki đã kết thúc với tỷ số 4-1. Cảm ơn anh em đã đón xem video. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trên kênh của RP Pet. Bye bye anh em.